Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân trong 5 ngày qua sau khi cái cuộc hội chẩn của với tiểu ban điều trị của Bộ Y tế, thì cho tới diễn tiến của ngày hôm nay, cái về đánh giá về mặt tri giác của bệnh nhân hiện tại là đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể là tiếp xúc và thực hiện được một cách đầy đủ với y lệnh của các nhân viên y tế. Bệnh nhân có thể là cười, mỉm cười với nhân viên y tế, cũng như là gật lắc đầu hay là bắt tay với nhân viên y tế. Sức cơ về tay và chân thì cũng đã cải thiện. Sức cơ của chi trên từ mức cơ 1/5 của 5 ngày trước thì tới hôm nay đã là 3/5. Sức cơ của chân cũng đã cải thiện là 2/5.